Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang xem kênh Trai Đồng Văn. Trời đất quỷ thần tiên địa ơi, tới công chuyện với anh Hứa Hai bàn thờ rồi anh chị ơi. Thì từ hôm qua cho đến ngày hôm nay thì cái vấn đề liên quan đến cái buổi live show tối của Hứa Hai vẫn luôn là một cái đề tài rất là nóng. Và ngày hôm nay thì khán giả trong và ngoài nước lên tiếng rất là gắt, yêu cầu Hứa Hai phải lên tiếng để xin lỗi tất cả những khán giả trong cũng như là ngoài nước về cái vấn đề anh đã làm xấu đi cái hình ảnh của người ca nghệ sĩ, đó là cái vấn đề hát nhép, hát kém. Hát kém ở đây là hát live kém đó, hát nhép thì không bàn cãi rồi, còn cái vấn đề hát live là kém thì anh có xứng đáng để làm một người ca sĩ và nghệ sĩ hay là không? Tại vì lý do vì sao mà người ta lại lên tiếng yêu cầu là thứ hai phải lên tiếng xin lỗi. Tại vì cái lần trước đó anh chị nhớ rằng là con gái của ông Năm thì có đi ca hát đó, thì mọi người cũng biết là con gái của ông Năm không phải là ca sĩ, không phải là nghệ sĩ, chỉ là đi giao lưu ca hát như là karaoke với khán giả vậy thôi. Thì trong một cái đoạn ca cải lương thì cô này có sử dụng lại cái bản mình đã thu âm để hát lại, thì bắt đầu là bên phía là những người mà ủng hộ cho thứ hai như là Thám Tử rồi lên nói là ca hát nhép thì sẽ ở tù 3 năm tù, rồi có tổ chức thì sẽ ở tù nhiều này kia vân vân các kiểu. Nhưng mà trong khi đó thì mấy anh này lúc nào là cũng lên tỏ vẻ mình là người có ăn có học có kiến thức, nhưng mà không chịu tham khảo về vấn đề pháp luật. Từ lâu thì người ta đã cho phép là ca nghệ sĩ người ta sử dụng là cái bản của người ta thu âm, cái giọng của người ta thu âm thì người ta được phép thể hiện trong những cái chương trình ha. Cái tuổi đó là tối ngày thì muốn bỏ tù người khác thôi. Còn vấn đề của là cái thứ hai tối ngày hôm kia ca hát quên lời, hát chật nhịp rồi hát lại kém thì họ lại bỏ quên, họ không bàn cãi, họ không nói gì cả, họ chỉ lên nói là đêm diễn thành công, đêm diễn tốt đẹp và ba la các kiểu, chứ họ không hoàn toàn là không nói gì về cái vấn đề có những cái thiếu sót, có những cái sai sót. Thì đây là một cái vấn đề khá là nghiêm trọng của là một cái người mang danh là nghệ sĩ, ca sĩ như là thứ hai mà đặc biệt là có danh hiệu, thì làm như vậy là nó rất là mất đi cái hình ảnh của là những người ca sĩ, nghệ sĩ ha. Mình là một người ca sĩ, nghệ sĩ thì chúng ta thấy được rằng cái việc mà chúng ta hát live ở đây là cái bản thu âm thì mình không nói, tại vì luật bây giờ người ta cho phép hát thu âm rồi thì cái việc mà hát ca hát thu âm chỉnh sửa này cái nọ thì cái giọng đương nhiên nó phải hay rồi cái chuyện đó là chúng ta không bàn cãi. Thứ hai là chuyên gia là hát nhép, cho nên là cái chuyện mà nó hát quên lời là không cái gì mà gọi như là lạ lẫm cả. Tôi dòm là tôi biết cái miệng nó nhép rồi, nhưng mà ở đây là cái chuyện mà hát live, hát live là một cái yếu tố hàng đầu mà cái người ca sĩ nghệ sĩ cần có. Bởi vì sao? Mình không thể che giấu mãi nhờ cái công nghệ, bởi vì về lâu về dài nó mà khó tồn tại với nghề được, đúng không? Đây là một cái mấu chốt rất là quan trọng. Nếu mình hát chưa tốt thì mình có thể trau dồi, mình học hỏi thêm. Giọng hát là một cái phần yếu tố nó mang cái tính năng khiếu, nhưng mà mình vẫn có thể là mình cải thiện nếu như là mình chịu khó mình tập luyện ha. Còn đằng này là tôi thấy rằng là thứ hai là không có chịu khó rèn luyện cái giọng hát của mình tốt hơn, mà tối ngày hát nhép, tối ngày là mở đĩa lên ca hát không, rồi khiến cho nhiều người cảm thấy rất là thất vọng. Cho nên là trong cái đêm diễn đó tôi thấy là chả có cái gì thành công, mà bây giờ là làm cho khán giả cực kỳ là thất vọng, mang danh ảnh hưởng hình ảnh của là những người làm nghệ sĩ ca sĩ rất là nhiều, và còn đặc biệt là còn làm ảnh hưởng nói rằng có nhiều người, người ta chưa biết câu chuyện năm ma, người ta vẫn còn cái thằng này là con nuôi của ông Năm này. Cho nên là nhiều người phải yêu cầu là cửa hai này xin lỗi. Đây với là một người ca sĩ nghệ sĩ, cái nghề của mình là cái nghề hát, nếu mình không hát live được thì mình đã gọi như là đặt cái dấu chấm hết cho cái sự nghiệp của mình rồi, mình đặt cái dấu chấm hết rồi, còn cái gì nữa đâu mà nói ha.
Những cái còn cái chuyện mà hát nhép á, thì nói chung là những cái trường hợp mà bất khả kháng dữ lắm. Như là có thể là những cái chương trình mà yêu cầu này kia cái nọ để đảm bảo được cái lượng đường truyền tốt cũng như là chất lượng âm thanh nó tốt thì mình bất khả kháng thì mình mới làm thôi, chứ còn đằng này tôi thấy là đa số là thứ hai này nó chuyên gia là nó mở lên nó hát nhép, thì không biết là các anh chị bên kia là có thể là coi như là phân tích cho tôi nghe là thứ hai hát nhép thì bỏ tù bao nhiêu năm, hay là có phải là tước lại cái danh hiệu của thứ hai hay không. Con gái của ông Năm thì không phải là một cái người ca nghệ sĩ đâu, cho nên là cái chuyện mà cô ta có hát nhép cũng chẳng có cái gì to tát, nó cũng không có bằng một cái người nghệ sĩ mà gọi như là có danh hiệu trong nghề mà lại ca hát rớt nhịp, ca hát mà hát nhép rồi hát live thì quá kém, chất giọng thì quá kém, làm như vậy là rất là ảnh hưởng tới nghề nghiệp. Mà tôi nghĩ rằng là thứ hai cần phải có một cái lời xin lỗi nào đó để gửi đến là cho khán giả trong và ngoài nước ha, làm như vậy là mất hình ảnh của những người ca nghệ sĩ lắm. Ngày hôm qua là tôi thấy rằng là con gái của ông Năm like, tụi nó vào tụi nó chửi, tụi nó vào tấn công, nói rằng ừ con hát nhép này cái nọ, thì con gái của ông Năm cũng phản ứng người ta cũng đã lên tiếng xin lỗi rồi, người ta cũng đã giải thích là người ta không có biết ca hát cải lương, nhưng mà người ta cũng cố gắng thì cái chuyện mà người ta biết lỗi, người ta nhận lỗi và người ta xin lỗi, đó là một cái việc vô cùng là gọi như là đáng trân quý. Tại vì sao? Một người mà người ta gọi như là đã biết lỗi là đã tốt rồi đó, người ta nhận lỗi là đã tốt, và người ta biết xin lỗi là càng tốt. Còn những cái người mà người ta thấy rằng mình đã có lỗi nhưng mà không biết nhận lỗi, không biết xin lỗi, cố gắng bao biện cho những cái lỗi đó, thì người đó là hoàn toàn là không tốt, đúng không? Đáng lẽ ra là ngay trong đêm đó là anh phải có những cái lời xin lỗi gửi đến cho khán giả rồi, còn đằng này anh không có xin lỗi mà anh chỉ cảm ơn những người tổ chức show cho, trong khi đó anh ca dở tệ, ca hát không bằng ai cả. Vậy thì có gọi như là có cái luật nào có thể bỏ tù anh hay là làm như thế nào đó với anh hay không, thì có thể là thẩm tử đó. Anh lên anh phân tích giùm tôi. Anh có thể xem được là những cái bình luận khán giả là họ yêu cầu anh phải lên tiếng xin lỗi như thế nào. Thứ hai có thể vào đó xem, thì nó nói thẳng với anh chị á, mẹ con bà Sáu á, còn đỡ hơn thứ hai này nhiều. Tuy rằng á, là mẹ con bà Sáu thì nói chung là cái tính nết nó cũng y chang như thứ hai này cũng xấu, nhưng mà ít ra thì mẹ con bà Sáu cũng không có làm màu, cũng không có phô trương nhiều như thứ hai này. Điển hình là cái vụ việc mà lên tặng cái iPhone thì ngày hôm nay là người ta cũng đã gọi như là soi ra được là cái con mà lên tặng đó là đàn em của con Trinh. Là cái con nhỏ mà coi như là buôn bán mỹ phẩm gì đó chung với cửa hai, thì làm sao mà tụi này là gọi là coi như là cái này là quà tặng thật sự được, đây chỉ là cái chiêu trò thôi. Mà tụi này nó chơi lớn hơn là con ve, thì con ve tặng bông thôi, tặng bông mua trái cây thôi, này nó chơi luôn tặng iPhone 16. Mấy đứa này là mới ghê, mấy đứa này là làm màu mới dữ. Mấy đứa này làm riết là tôi thấy là coi như là quá lố. Thì những cái chuyện mà quan trọng cần giải thích thì tôi cũng thấy họ giải thích, những cái chuyện mà hát nhép bất lời trật nhịp rồi kia thì không thấy giải thích, mà có cái chuyện mà con le le mà không có tham dự cái đêm nhạc của ông chồng mà tôi thấy là le le lên giải thích khá là nhiều, giải thích nói rằng là bệnh hoạn, nói chung là tôi không cần phải nghe những cái lời giải thích của con le le, tại vì tôi biết là nó không có bệnh hoạn gì cả, trâu giật nó còn không chết, nó không bệnh hoạn gì hết, nó chỉ sợ khi mà đến đó và phải tiếp xúc với lận bầu hà mã thì cái lời thề nó linh ứng. Thì nó gọi như nổ tung, cho nên là nó không dám đến thôi, chứ không có cái chuyện gì mà bệnh tật hay gì cả, nó vẫn gọi như được khỏe mạnh như trâu, vẫn khỏe mạnh bình thường, không có cái gì là phải gọi là bị bệnh tật như nó nói cả. Nó ở nhà rồi nó lên nói Cát Thánh online nói em bị bệnh không coi show chồng hát vì lý do trợ lý cặp với trợ lý nên bệnh gì đó. Thì nói chung là mình cũng không có quan trọng về cái chuyện mà nó lên tiếng nó giải thích gì đâu, kệ bà nó, mình chẳng quan tâm, chỉ quan tâm tới cái vấn đề là hôm nay thì rất là nhiều những cái khán giả họ đã lên tiếng là yêu cầu thứ hai này phải lên tiếng giải thích về cái đêm diễn mà ca hát trật nhịp này cái nọ, gửi một cái lời xin lỗi đến với là những cái người khán giả đã như là theo dõi và gọi như là ủng hộ cho cái thằng này trong cái khoảng thời gian vừa qua. Tại sao mà con cá ông Năm thì
à, ca hát như vậy, nó không phải là ca sĩ mà lên hát như vậy có chút xíu thôi thì tụi nó tấn công, tụi nó chửi rủa, à, tụi nó đưa cái luật này luật kia ra, à, để nói người ta đủ thứ các kiểu. Mà à, cái anh này được mang danh là nghệ sĩ, à, ca sĩ mà có danh hiệu nữa mà làm những cái việc như vậy, ca hát, à, trật nhịp, ca gớm, ca lai thì không bằng ai, à, thì chúng ta phải lên tiếng chứ, chúng ta phải làm sao để cho anh này có thể trau dồi hơn về cái vấn đề nghệ thuật. Chứ tôi thấy là càng ngày càng làm riết rồi càng mai một, mà tập trung vào cái chuyện là buôn bán hay là hửi le le rồi riết rồi, tôi thấy là ca hát chả ra gì cả thật sự luôn á. Hát mở thu âm thì còn nghe được được, hát live hát thì quên lời, giọng thì trật nhịp này kia cái nọ, thì làm sao mà có thể là đứng vững ở trong cái giới nghệ thuật và phát huy được cái nghệ thuật được, thấy không? Cho nên là trong cái clip này đó thì chia sẻ gửi đến cho là lần thứ hai, à, phải lên tiếng xin lỗi cộng đồng, à, để gọi như là xem xét, chứ không thôi là tôi nói làm như vậy riết rồi, à, làm ảnh hưởng tới những người mà người ta ca hát thật sự, người ta làm nghệ thuật chân chính đó, người ta ca hát vì cái đam mê khả năng người ta trái bổng hết, live show mini show đó mà toàn mở thu âm mà ca live thì trật gì, đó là không có trau dồi nghệ thuật, à, tối ngày chỉ tập trung là đấu tố drama rồi này kia, tập trung là suy nghĩ sao có thể là bán được nhiều hàng rồi tạo cái câu chuyện này tạo câu chuyện nọ nổi cho nhiều người quan tâm, chứ không thấy là trau dồi nghệ thuật gì cả. Nếu mà như vậy thì tôi nghĩ rằng anh nên giải nghệ, à, thông báo với bà con là giải nghệ không còn ca hát gì nữa, à, để khỏi là ảnh hưởng tới là những cái người mang danh nghệ sĩ khác, đúng không, để cho những người khác họ phát triển họ làm nghệ thuật đó. Còn cặp đôi này thì cứ về, à, coi như quấn quýt với nhau rồi muốn đẻ xài non xài già xài hư xài thú gì đó thì cái chuyện đó của họ tôi cũng chả quan tâm. Không, cái chuyện của tôi là khán giả thì tôi thấy những cái việc mà cần phải lên tiếng thì tôi sẽ lên tiếng, yêu cầu là thứ hai phải có một cái lời xin lỗi gửi đến cộng đồng, à, còn không xin lỗi là tôi sẽ lên tôi nhắc hoài, tôi nói hoài vậy. Tại sao mà một cái cô gái mà không phải là ca sĩ chỉ là muốn giao lưu với khán giả thôi thì họ lại tấn công cô ta, à, yêu cầu cô này là phải xin lỗi, à, phải như thế này thế kia, thậm chí là họ còn đẩy cô này bằng cái lực nọ lực kia đưa nhằm mục đích đưa người ta đi tù, à, mà trong khi là anh này thì lại không ai nói và cũng không có một lời nào xin lỗi đó. Thì đây là một số những cái vấn đề mà trong cái video này thì em cũng chia sẻ để gửi đến cho anh chị ha. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi, thì bây giờ em cũng xin tạm dừng và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.